Giới chức Anh vừa bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn nhằm bắt giữ những người di cư trái phép vào nước này nhằm trục xuất sang quốc gia châu Phi, Rwanda. Chiến dịch này diễn ra chỉ một tuần sau khi Anh thông qua đạo luật cho phép trục xuất những người nhập cư trái phép tới Rwanda. Dự kiến là những người đầu tiên bị trục xuất sẽ được đưa tới Rwanda vào tháng 7 tới. Chính sách này được kỳ vọng là sẽ ngăn chặn việc người di cư nỗ lực tìm cách vượt biển vào Anh qua eo biển Mangser. Từ đầu năm cho đến nay thì hơn 7.500 người di cư đã tìm cách vượt biển vào Anh và từ Pháp vào Anh thông qua hành trình nguy hiểm này, và 5 người đã thiệt mạng chỉ trong tuần trước.